hướng dẫn khắc phục tình trạng giọng nói báo Google Assistant is not ready. Bước 1. Tại màn hình chính truy cập kho ứng dụng Google Play Store. Bước 2. Di chuyển phím điều hướng lên icon ở góc trên bên phải. Chọn cài đặt. Chọn mục tự động cập nhật ứng dụng. Tích chọn không tự động cập nhật ứng dụng. Sau đó quay lại chọn quản lý ứng dụng và trò chơi. Chọn ở trên thiết bị này. Tìm và gỡ cập nhật ứng dụng dịch vụ điều khiển từ xa cho Android TV. Chọn OK. Bước 3. Thực hiện kiểm tra lại bằng cách sử dụng nút giọng nói trên điều khiển. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6600 để được hỗ trợ thêm.